Hello, xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trang đây. Con chào các cô, chú, anh chị và các bạn. Ôi dạ ông ạ. Tí nữa mẹ mời sau, con cứ nói đi. Con đã ra cho ra chú ra 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 anh chị ra ra giúp bạn ăn sáng cùng con. Ăn sáng cùng con nghe chưa? Thì chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình các bạn nhé. Thì video hôm nay bọn mình tiếp tục có sự ăn sáng, nhưng mà sáng nay mình ăn hơi muộn một tí tại vì hôm nay là ngày cuối tuần. Đó, hôm nay là có sự hiện diện của Mai và Lam các bạn nhé. Và các bạn thông cảm cho mình một điều là các bạn thông cảm một điều là mình bị đau họng từ ngày hôm qua. Hôm qua mình không nói được gì và hôm nay mình cố gắng mình có nói được một tí các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm cho cái giọng của mình, giọng Việt đực của mình các bạn nhá. Đó. Thì bây giờ mời tất cả các cô chú ăn sáng cùng gia đình mình đúng không? Con mời đi. Con mời các cô chú anh chị và các bạn ăn sáng cùng con. Con mời các rất rất muốn con mời các anh chị hay là các bạn ăn sáng cùng cô anh. Đúng rồi, tuyệt vời. Đây là món bọn con rất yêu thích. Đây là món bún đậu tôm. Mắm tôm. Bún đậu tôm. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Mẹ dưa chuột chấm nhẹ. Chấm nhẹ thôi con. Lấy bát hứng, Nam phải lấy bát hứng. Một tay cầm bát, một tay cầm bún đậu chấm. Cầm bát mà. Cứ để bún đậu vào đây. Đấy, con sẽ lấy, đây mẹ xé đôi ra cho con. Xong rồi con sẽ lấy chấm, hiểu không? Dạ. Con cầm một tay cầm bát đây. Con chấm này, cầm như này. Đấy, chấm xong hứng vào bát. Mẹ có bát đang đỡ chảy. Mẹ có thìa không mẹ? Không. Mẹ có thìa mẹ ấy rồi. Mẹ lại không có thìa đây rồi. Được. Hết. Là con cho lên ra đứng trên ra. Em chưa. Là con cho lên ra chưa. Lên ra đứng trên ra trên bé cho nhìn thấy em bé cho anh ta tiếp vã. Đô trên để cho cho ăn bim bim. Hôm qua đi ra quảng trường dưa ruốc ăn bim bim của em bé. Hưng mà bắt. Đúng rồi. Đang ăn rồi. Mình ăn cay cho mình pha một bát riêng các bạn nhé. Mời các bạn ăn sáng cùng mẹ con mình nha. Ngon lắm mẹ. Ngon nhỉ? Ừ. Ừ. Dạ. Nãy mày đang đổ vào bát như chị là. Còn em. Em không cần đổ, em sẽ chấm. Nè. Chấm nó sạch hơn. Em lại đi cơ. Rồi. Mẹ giúp chụp cho mình mắm tôm mà. Ừ mà ăn mà uống vào bát mày ạ. Không nó rơi vào quần áo mùi lắm. Nè. Bằng áo cùng tay gần áo nè. Ừ. Ánh áo rồi thay quần áo. Hôm nay giọng mình nó hơi bị khó nói ra là. Nam ơi, con đang quay video đấy. Hôm nay mình giọng mình hơi khó nói, đâm ra mình sẽ không nói được nhiều, các bạn thông cảm cho mình nhé. Anh ơi, cho con đứng lên đây nhé. Nam ơi, mẹ cho con ra ngoài đấy. Thấm. Mẹ bảo con dơ bát này nướng mà. Sao đấy con? Sao đấy? Hóc. Hóc á? Ăn kiểu gì mà hóc? Ăn từ từ thôi, con ăn như kiểu là ai ăn hết của con nên lần nào cũng thế. Ăn từ từ thôi, ăn từng một miếng nhỏ thôi. Mai thì mình chuyên đời ăn nhanh, ăn vội ăn vàng để xong để đi chơi các bạn ạ. Đâm ra là lần nào cũng bị hóc. Mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi? Mẹ mang trước bị hoa rồi ạ. Con đi, con chấm lên. Con nhớ để dơ bát đi không có bát. Mẹ mang trước bị hoa rồi. Nào cho bát hứng nào Nam. Siêu ngon luôn. Siêu ngon luôn mẹ. Siêu ngon luôn. Làm ăn bún đậu, làm ăn toàn bún. Làm là thích ăn các bạn. Quá. Mẹ bỏ ra gì cho anh chấm. Hứng không con? Ôi chả cuốn các bạn. Ngon luôn. Cái món này không phải nói nhiều nữa, tại vì nó quá ngon rồi các bạn. Nào con hứng bắt vào đi. Yêu rồi. Tuyệt vời. Mẹ đổ ra cốc cho con à. Để cho mẹ.
Mẹ. Rất nhiều bạn hỏi lâu lâu lắm không thấy chị quay mẹ chị thì vừa rồi mình cũng kể chuyện với các bạn là mẹ mình bị tai nạn ấy, thì bây hiện tại là cũng gọi là đỡ rồi các bạn nhé. Đỡ rồi thì mẹ mình cũng muốn quay video mua đồ ăn quay cùng mẹ mình đó các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại là mẹ mình vẫn đang trong tình trạng kiêng rất chi là nhiều các bạn, kiêng rất chi là nhiều đồ. Ăn chỉ ăn được thịt lợn thôi. Dạ mà vậy bắt con nè, lấy đồ ấy mẹ. Đúng rồi, có lâu bà ngoại mình khỏi. Rồi. Thì mẹ mình đang phải kiêng rất chi là nhiều đồ các bạn nhá. Kiêng rất chi là nhiều đồ ăn tanh, hoặc là tất cả cái đồ ăn liên quan đến xương khớp ấy. Ảnh hưởng đến xương ấy. Mẹ đang nói, mẹ bảo con ba lần là mẹ đang nói con không được cắt ngang mà. Thì mẹ mình chỉ ăn được thịt lợn, hiện tại vẫn chỉ ăn được thịt lợn thôi. Vì thế là mình vẫn đang đợi là một thời gian nữa thì mẹ mình gọi là bớt kiêng thì mình sẽ mua đồ về quay cùng mẹ mình cho các bạn xem nhé. Đấy cứ mẹ. Chị luôn nói một ít. Nhưng mà mẹ đang nói, con nói một ít rồi. Nói lên mẹ. Ôi trời ơi. Ngon lắm. Mẹ bảo là hứng vào tận đây này. Hứng vào tận đây này xong mới cho lấy ra. Ăn cái đậu. Thấy chưa? Đậu cũng ngon. Đó, tình trạng của mẹ mình cũng bây giờ cũng đi lại không cần lạng rồi các bạn ạ. Thế thì bấy vào mồm, xong rồi cho vào mồm. Bún đi đâu, tay phải theo đấy. Nó là cũng đỡ rồi các bạn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn mà luôn yêu thương và quan tâm đến gia đình mình các bạn nha. Đó. Thay mặt mẹ mình cảm ơn tất cả các bạn gửi lời hỏi thăm đến mẹ mình nhá. Mẹ mình là vẫn ở một mình thôi, mình cứ chạy đi chạy lại. Căn bản mẹ mình đi lại được rồi. Các thứ rồi mình cũng không phải chạy đi chạy lại nhiều như ngày xưa nữa. Dỡ phải bảo không ạ? Con mới ăn được mấy miếng con đã mỏi rồi. Mẹ vợ. Hai ông ngoài. Nhà mà nó ngon quá. Đi chuột giống là ngon. Mai thì dưa chuột luôn. Bác chỉ cho chuột thôi mẹ. Ăn mạnh bún đi con. Con mày ăn bún. Mới dưới là con chỉ ăn đậu ăn. Thế mẹ mới hỏi con ăn bún nhiều mà không? Đi chơi mới được. Đang bảo đoạn nhỉ. Tôi phải làm cũng đoạn. Mai đứng với chân con đâu? Con đứng lẻ yên chân con đứng với ghê. Chết rồi. Hứng nào? Ấy là mà chị đạn rồi. Đạn á. Toàn. Ngon tuyệt vời. Nhà mình được cái là không ai sợ mắm tôm các bạn ạ. Càng ăn mắm tôm càng thấy ngon. Quá nhỉ. Mắm tôm chẳng bao giờ có mình. Mình thấy nhiều bạn không ăn được mắm tôm luôn mà. Mẹ mệt quá. Mệt quá. Biết hết cho hai mẹ con mình quay để nghe mồm. Mệt quá. Được rồi. Ấy, đúng rồi. Ngon giỏi tuyệt vời. Làm tiếp thu rất nhanh. Mai có ăn cả một cái, cả cái đồ khác thì con đừng ăn được dưa. Chị mang trước ăn cái này ra. Ăn được dưa rồi làm gì? Đã biết ăn rồi. Mai dưa chuẩn là gì? Mẹ mang chậm ăn dưa chuột cho mẹ nhỉ? Chị ăn dưa chuột thì chả thèm ăn bún gì nhỉ? Làm thì chỉ bún thôi. Nhầm. Ngon con. Để mẹ nhìn con ăn. Siêu ngon luôn. Mẹ nhìn con này. Ê, nhanh. Còn nếm cả tay luôn. Còn nếm cả tay luôn. Mẹ quá. Nam này như đàn bà. Được một tí lại quá mệt quá.
một vài còn ăn đậu với bún. Ăn thế mới ngon đấy. Rồi mẹ đổ nước này vào cho con. Bình thường là thôi chấm con lấy như nào? Con chấm đầu cho mỏi tay lắm. À con mỏi tay lắm cô chú ạ. Mẹ giúp vào cho con đi. Cảm ơn mẹ có chanh gió. Chấm ít một nha. Cho đỡ chạy nhé. Quá tuyệt vời đúng không? Mắm rôm nó có mùi nhưng mà ăn vào thì nó thơm đúng không? Nó không có mùi gì nhỉ? Nhưng mà những ai không ăn được sẽ ngửi thấy mùi nó thung thủm. Nhưng mà nhà mình được cái là không cần học, ăn là ăn được luôn các bạn ạ. Đáng lẽ là cuối tuần là Mai phải đi học thêm các bạn ạ. Thì phải ăn sáng mới quay ăn sáng sớm, nhưng mà hôm nay Mai chuyển sang học chiều. Cho ngủ thêm một tí rồi ăn sáng muộn. Không, con ăn đây đi, không cần con. Ăn đây, mẹ bóc rồi. Mẹ nhìn qua. Ăn tận 3 miếng như thế. Vô ngon luôn. Các bạn ơi, nhìn miếng thịt chân giò chất lượng chưa? Siêu chất lượng luôn. Thịt nhợ còn gì nữa. Nó là ở cái đùi, người ta gọi thịt chân giò à. Ở mình thời tiết bây giờ các bạn, nó cứ nắng to đùng nhưng mà gió rất to, nó không gọi là mùa này là mùa hanh khô kinh khủng các bạn ạ. Da nứt lẻ. Tay vật tay với mẹ. Mẹ không bảo đấy. Các bạn không bảo là mưa mới nắng có cầu vồng đúng không mẹ? Mưa xong mà tạnh, mưa to xong tạnh có cầu vồng. Không, mưa rồi ướt rồi có cầu vồng. Mưa rồi ướt rồi có cầu vồng. Nếu như con nhìn cái cầu vồng trường á, cầu vồng thật á mẹ. Mẹ chùa nè mẹ nè. Thật á mẹ. Nam cũng, cổng trường Nam cũng coi nhỉ. Có lùng, nó nhìn thấy đây nhỉ. Cái này là rất là màu tròn lấy màu xanh. Đúng rồi. Cầu vồng nó có nghĩa gọi là bể sắc cầu vồng mình đếm 5 cái, 5 màu. Đúng rồi. Mẹ, cầu vồng nó phải hết màu chứ. Cho người ta nè, chọc màu bò để màu xanh để mẹ nó. Ừ, vâng, mẹ chả biết rồi. Con thử nắng nước ngọng. Không có ghế một tí nào mà ngon cực. Nắng nước có cầu vồng rồi. Nắng thì có cầu vồng con. Nó phải mưa to xong nó tạnh mới có cầu vồng. Mai đang đuổi răng các bạn ạ. Nhưng mà ăn nó cũng như bà mói. Đúng rồi. Ê, hình như con bị nứt cái răng ở đây nè. Tay bỏ tay đừng cho chọc ra vào răng. Lười đánh răng. Nó sâu hết răng ra. Sáng nào chết một răng rồi. Tối bây giờ có thấy đánh răng đâu. Con sắp chết một răng rồi sao ấy. Con sắp gì? Con sắp chết một răng rồi. Điền chiên. Con chết một răng rồi. Con sắp chết một răng rồi. Chị chưa xỉ lưới làm cái tội mà đấm răng. Đấm đúng chỗ răng cửa mà sắp gãy mà gần gãy sao? Em chấm bày chết gì à? Làm. Hư. Con chấm bày ngại chết chân gì à? Thấy em hư thế? Con ngon quá. Ngon quá, mình bảo hư thế mà con ngon quá. Ăn. Chán luôn. Ăn chả cốm rồi. Không biết ăn. Ấy. Mẹ có mệt không? Mẹ có mệt không? Mẹ ốm mẹ chả mệt. Mẹ chả mỏi không? Con chỉ thích ăn cho chuẩn bị bún. Mẹ ốm mẹ chả mỏi. Thì mẹ cho ăn cho chuẩn bị bún thôi mẹ nào. Ừ, ngon rồi.
Mẹ ốm nên con thương mẹ không? Không có. Nó có yêu mẹ không? Không có. Mẹ ốm là phải làm gì nhỉ? Không biết. Tươn mẹ. Ta phải tươn mẹ. Mẹ ốm con phải tươn mẹ các cô các chú ạ. Nói là thế thôi. Tươn mẹ mẹ bắt cho con. À mẹ ấy cho con hả? Ừ. Làm cho chị cũng đó. Mẹ ốm con phải tươn mẹ ở nhà ấm lòng này, ấm dạ này. Bạn Lam khéo mồm lắm. Nói như thế thôi nhưng mà đời thật. Dèo ơi, bún đậu mắm tôm đầy mồm. Kinh. Mẹ con bảo Lam nói như thế trước. Nhưng mà giờ thì nghịch lắm vậy nhỉ. Em nhỏ em vẫn nghịch. Em hiếu động hơn các bạn khác. Đến lúc ông đường bảo là Lam biến lớp, Lam có đánh bạn không? Lam bảo có. Là hư lắm. Lam nghỉ một tuần vừa rồi các bạn. Sang tuần Lam phải đi học rồi. Ngày mai Lam phải đi học. Các bạn cô giáo không cho Lam tô màu rồi. Mẹ, hôm cho các bạn tuần lý cho màu rồi mẹ. Con cũng nhận bảo là ăn dưa chuột, ăn dưa chuột chuột. Em lấy lên cái mảnh đi. Nếu không phải ăn dưa chuột mới đúng, ăn trộn vào ngon nhất mới cả ấy. Mới cả đậu. Ăn mãi không được chán. Lam một tí vào đây, Lam một tí vào đây. Ăn chuẩn bị ngấy mình nhỉ. Rồi. Mẹ quay một tí nữa chứ. Ăn gì cho ăn no chứ. Chưa. Em chút no rồi. Lam cũng no rồi ạ. Cái này chẳng ai ăn mẹ. Mẹ ăn từ nãy đây. Mẹ mẹ ông cây đấy. Quán miếng này này. Nó không bị vỡ này. Mẹ ông cây nước cầm mẹ. Mẹ dùng cái nước gì nhỉ? Nghe em. Ừ. Ngon không? Ngon một thẳng nước con. Tôi nghĩ là mẹ dùng cái nước gì. Ừ. Mẹ cần một tí. Anh Nhiên thôi mẹ, mẹ dừng clip đi. Mẹ dừng clip đi. Dừng để làm gì? Thì quậy lắm đấy. Mẹ dừng clip đi. Hả? Ừ. Mẹ dừng clip đi. Ngồi xuống. Mẹ dừng clip. Con ngồi xuống. Cho mẹ dừng, nghe ngồi xuống. Hương Nam, không? Nam. Ừ, được. Ừ. Ừ. Nam chị bảo mẹ thế là mình muốn đi chơi không? Hả? Nam mẹ quay clip để kiếm tiền chứ. Chị Mai nói rất đúng. Tết muốn đi chơi nhưng mà bây giờ không muốn kiếm tiền. À. Thì các bạn ơi, video khá dài mà mẹ con mình ăn, hai bé đã ăn cũng đang gọi là cũng là lưng lưng lo rồi các bạn ạ. Đó, còn có bằng này các bạn ạ, bây giờ bọn mình sẽ tắt video đi, bọn mình sẽ chắc là ăn tiếp chứ nhỉ. Đấy, ngồi thẳng lưng đây. Thì các bạn xem video của mình mà thấy hay cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì bye.